Giống chuối tiêu hồng có chu kỳ kinh tế ngắn, mức đầu tư không cao, kỹ thuật không phức tạp. So với các loại cây trồng khác, toàn bộ sản phẩm của chuối đều có thể làm lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ chuối ngày càng mở rộng cho các sản phẩm tươi và chế biến. Vì vậy, trồng chuối sẽ đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất. Chuối được trồng trên đất phù sa, đất thịt nhẹ, những loại đất có độ hồng, độ xốp tốt, thoát và giữ nước và mùn 1,5-2%, tầng dày hơn 60cm, độ pH từ 6-7,5, nên tránh loại đất chua. Đây là loại đất không phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây chuối. Cây giống chuối nuôi cấy mô, nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô sạch bệnh, có sức sinh trưởng mạnh, cây ít bị nhiễm bệnh do không bị các vết thương cơ giới khi đánh cây con, mà đây là một trong những nguyên nhân gây nhiễm bệnh. Cánh đồng chuối cho thu hoạch tập trung, năng suất cao hơn từ 10-20% so với trồng bằng chồi, quả đồng đều và ít các vết sâu bệnh. Nên trồng chuối vào vụ thu tháng 8, 9, 10 hoặc vụ xuân tháng 2, tháng 3. Sau khi trồng thì cần ủ rác cho các cây và tưới giữ ẩm để các cây mau bén rễ. Mật độ trồng khác nhau tùy thuộc vào đất đai, điều kiện khí hậu, giống, phương thức trồng, trình độ thâm canh, khả năng lao động và chu kỳ kinh doanh của vườn. Với điều kiện ở đồng bằng thì mật độ trồng thích hợp là 1,8 x 1,8 m, tương đương 3.500 cây trên 1 hectare. Đất trồng được cày sâu không lật 40-50cm, bừa và làm sạch cỏ dại. Có thể tiến hành trồng cây cải tạo và phục hồi dinh dưỡng cho đất bằng cây phân xanh, cũng như các cây giữ ẩm, chống sói mòn. Các bạn có nhu cầu mua cây giống chuối tiêu hồng chuẩn thì vui lòng liên hệ nhà vườn Đạt Nhung theo địa chỉ khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.